Tôi thì sức khỏe cũng không được tốt, là vì mới ngoài 50 mà phải về hưu sớm, là vì trong người tôi là mang mấy thứ bệnh, nào là đái tháo đường này, nào là khớp này, rồi lại mỡ máu cao này, lại gan nhiễm mỡ, lại huyết áp cao và bệnh tim. Thế nhưng mà nguy hiểm nhất vẫn là cái triệu chứng của bệnh tim và mỡ máu cao. Thế thì mấy lần đi khám thì bác sĩ có nói là cái triệu chứng là tai biến mạch máu não là rất cao. Thế cho nên là về nhà là cả nhà cũng buồn và lo lắng. Thế thì đi mua thuốc điều trị, nào là cả đông y, tây y. Thế nhưng mà trong cái sản phẩm mà điều trị thì tôi thấy là cái sản phẩm Cholet Diet này là hợp với tôi nhất. Sau khi mà con rể nó mua cho tôi, nó biếu tôi, thì tôi uống hết 2 hộp. Và sau đó tôi đi tái khám lại thì bác sĩ có nói là sức khỏe tiến triển rất tốt. Đấy, thế và nên duy trì và ăn uống sinh hoạt điều độ thì cái việc mà tai biến mạch máu não này sẽ giảm đáng kể. Thế thì phải nói là cái sản phẩm tôi mang chia sẻ với lại mấy ông bạn già hàng xóm thì ai dùng cũng khen tốt và cảm ơn tôi nhiều lắm.